Nè, đâm lên nha các bạn. 1, 2, 3. Lên nào. Ui, lần này nó lên im ru luôn kìa các bạn thấy không? Có vậy là ổn rồi á. Gió mạnh vậy thả vô mốt luôn á. Ui, đứt dây rồi. Bậy à, ăn đứt dây riết à. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đem thả lại cái con diều 6 lắp kiếp 2m của mình nha các bạn. Thì con diều này chính xác là nó là 3 video rồi các bạn. Video đầu tiên là mình có làm con diều này cũng như là cái cách mình làm ra nó, thì bộ khung của nó thì các bạn nào chưa xem có thể xem ha. Còn video thứ hai là mình có hoàn thiện nó, sau đó là đem đi test thử, nhưng mà lúc đó là mình chưa có lên áo cho nó. Sau đó là mình về mình lên áo của nó nhưng mà bị rách các bạn à, nên là mình có lên lại cái áo màu vàng của nó ha. Còn cái video thứ ba là video gần nhất là các bạn, mình có đem nó đi ra đồng ruộng để thả, nhưng mà thả xui cái là do bữa đó không có gió các bạn à. Nói chung là con diều thì bây giờ đã hoàn thiện 100% rồi, nhưng mà không có gió nên là không thả được. Nên là video hôm nay mình quyết định là sẽ thả lại nó, em nói nha các bạn. Trời hôm nay bây giờ gió khá là lớn luôn. Thì hôm nay mình chỉ thả cái khu vực mình hay thả diều thôi ha. Bây giờ để mình lắp ghép vô nha. Thì cái việc mà lắp ghép con diều này thì mình đã quay ở kỹ video trước rồi, các bạn có thể xem lại ha. Giờ mình sẽ lắp ghép rồi đi thả luôn nha. Ở đây mình lắp ghép con diều của mình vô xong rồi nha các bạn. Cái phần đuôi đó các bạn, do là mình chưa có cắt cái cây thừa đi các bạn, nên là mình làm bị lộn ngược, mình chưa có ghép nó vô được. Vậy để về mình cắt ra là mình ghép nó vô bình thường như mặt trên được thôi nha các bạn. Đó, con diều này thì mình đã quay rất là nhiều lần lắp ghép nó rồi ha, nên là bây giờ mình chỉ lắp ghép ngắn vậy thôi. Giờ mình sẽ thả thử nha các bạn. Coi trời nè, gió cũng khá là lớn á, không biết là em này có chịu nổi không, nhưng mà cáp quang thì mình nghĩ là không gãy đâu, sợ là nó bay nó bị quay rồi thôi chứ nghĩ là không gãy đâu các bạn. Để giờ mình buộc dây vô đằng kia kìa. Đó, rồi mình quăng lên nha cho nó dễ nha các bạn. Để giờ mình kéo lên thử nó lên não nha các bạn. Lên. Lèo nó bị tuột xuống dưới quá các bạn ơi. Do nãy giờ mình kéo này nè, nó nặng quá. Lèo nó bị tuột xuống dưới à. Để giờ thả dây ra nè. Rồi sau đó cột lút vô cái cây đằng đây luôn. Do con này cũng khá là bự á, gió cũng đang mạnh nữa nên là cho nó bay lên cao luôn nha. Cột vô cái cây đằng đây luôn rồi các bạn. Cây trước đây luôn ha. Mình vừa mới chỉnh lèo lại, giờ cho em nó lên luôn nha các bạn. Không biết là có bay được không, thì con màu đen lúc trước thì nó cũng hơi bị xoay các bạn à, do là bữa đó gió mạnh quá. Còn em này thì không biết là ổn hơn chưa. Cùng một bộ khung nha, nhưng mà thay áo khác thôi. Giờ cho lên luôn nha các bạn. Dây thì mình cột đằng cái hàng rào kia, đỡ gió một xíu. 1, 2, 3. Ui, lên êm quá. Lên rồi các bạn ơi, gọn trơn luôn. Này mà có 6 nó là ngon á. Ui, nó bay kìa. Ui, nhị đầu quá, hơi nhị đầu à, gió cũng mạnh nữa. Quay luôn hả? Ui, ổn, nói chung là bay cũng được các bạn. Nhưng mà nó xoay rồi kìa. Nó nhị đầu quá, gió mạnh kìa các bạn, coi gió mạnh kìa. Ui, đâm lên phát nữa nha. Nói chung là được rồi các bạn à. Còn phần nhảy đầu mình buộc đá vô nó cũng đơn giản. Ui, bay. Con này gió nhẹ thì bay được các bạn. Con này gió nhẹ bay được 100% luôn. Còn nó mà gió mạnh như vậy thì nó hơi... Ui, gì vậy? Còn gió mạnh như vậy thì nó hơi bị nhẹ đầu các bạn. 5 lần nữa ra các bạn. 1, 2, 3. Ui, chính anh nó bổ chết á. Đó, nó bay kìa các bạn. Đảo kìa. Mà nó bay cao ghê không không? Xoay à. Nhiều cái ông trống luôn. Rồi bây giờ mình sẽ buộc đá vô cho nó nha. Nãy mình cũng nghĩ là trường hợp nó bị nhị đầu xảy ra, bạn mình có cầm ở đây một cây kéo. Để giờ qua cắt một đoạn dây rồi kiếm một cục đá nào đó buộc con đầu thả lại nha các bạn. Ở đây buộc thử cục gạch vô xương xương cái ha. Ok, giờ qua cục dây lại thả lên luôn. Nãy mình có bứt dây ra đây để cho nó mát các bạn. Vô bóng cạnh cho mát ha. Chung là con này bay nói chung là cũng ổn á. Buộc cục đá này mình nghĩ là bay ok rồi á. Ok, mình vừa buộc dây rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đâm con diều của mình lên lại ha. Hy vọng là lần này nó sẽ bay lên ok hơn. Gió đang tới nè các bạn, chắc là thả luôn á. 1, 2, 3, lên. Từ, dễ khó đây đó. Nè, đâm lên nha các bạn. 1, 2, 3. Lên nào. Ui, lần này nó lên im ru luôn kìa các bạn thấy không? Có vậy là ổn rồi á. Đấy, con diều nó bay nha.
Các bạn thấy gì nó bay không? Lúc lên cao mà hồi nãy nó không lên được tới đó đâu các bạn. Nó lên cao mà không lên cao được tới đó đâu. Bây giờ nó lên cao lúc đó luôn rồi kìa. Đó, nó hơi lạng một xíu các bạn, do gió nó hơi mạnh á. Nhưng mà bay ok nha. Ổn. Ui, say rồi. Ui, rớt đá hay gì vậy ta? Còn đá mà, hình như đá, cục đá này hơi nhẹ. Cục đá này còn hơi nhẹ các bạn. Cục gạch mới đúng. Ui, đụng đất luôn kìa. Lên lại nè. Ồ, gió mạnh quá các bạn ơi. Gió mạnh vậy thả vô mốt luôn á. Ui, đứt dây đỏ. Bậy á, ăn đứt dây riết à. Dây này nó cũng mục hết rồi. Rà bay lúc ở đó luôn. Ê, đứt nó dùng xuống nè các bạn. Lần này đứt dây mà mình bình tĩnh nha. Để kéo lại nha. Thử là đằng đó lên được không? Không được. Dây mình nó bị đứt hay gì ta? Sao mà một đoạn dài vậy ta? Hình như bị đứt dây. À, đâu quá. Dây nữa các bạn. Đúng rồi, bị đứt rồi. Đây. Để giờ mình buộc cái dây vô cái cây này nè. Rồi mình qua đó mình thả vừa lại luôn ha. Mình có buộc dây vô cái cây trụ xi măng đằng kia các bạn. Thì nói chung á, ở mình đây á, hải diều á, đứt dây các bạn nó cũng bay quanh đây ha, không có mất diều được đâu. Nên là cái việc đứt dây thì nó cũng không có sợ. Đấy, con diều của mình đây. Cục đá vẫn còn cái đầu nữa ha. Thì con diều này nó tính ra nó mà gió thì diều gió nhẹ thì chơi được, còn gió mạnh thì không chơi được nha. Gió mạnh thì đảo quá. Đảo mà đảo mạnh quá thì xíu hồi nó xoay luôn các bạn. Giờ đợi gió tới rồi đâm lại phát nữa nha các bạn. Nắng quá. À, gió đang tới nè bạn, lên nha. Lên. Ui. Đứt dây nữa. Sao đứt cái gì chợ? Dây này nó bị mục rồi các bạn à. Chứ dây bình thường nó cũng đâu đứt được tới lúc này đâu. Vừa lên cái đứt luôn à. Đây con diều nằm ở đây nè. Nhỏ gớm á. Kéo lên bay. Nói chung á là con diều này á thì nó bay vẫn ok các bạn. Gió cỡ này thì mình buộc cục đá bự hơn một xíu nữa là nó sẽ ok hơn á. Nặng hơn xíu nữa là mình nghĩ là nó bay ổn hơn á. Nãy mình vừa buộc cục đá vô là các bạn coi nó bay khác biệt rồi đúng không? Bay lúc lên trời luôn. Mà do dây đứt quá các bạn à, nên là có lẽ bây giờ mình sẽ kết thúc clip này luôn á các bạn. Gió nói chung là cũng căng quá. Gió mạnh nữa mà gió nhẹ hơn là con này không buộc đá luôn, bay vẫn ổn á các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Giờ mình sẽ lắp ghép nó lại rồi đi về nha các bạn. Nếu bạn thấy video mình hay cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Bye bye.